ก็บรรยากาศที่ตอนนี้ครับก็ทุกคนมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เต็มร้อยครับแล้วก็ก็ดีใจทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, Tenzin Nada sẽ kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tôi rất hài lòng khi cựu binh và các cầu thủ trẻ đang hòa hợp tốt ở đội tuyển Thái Lan. Đến lúc này chấn thương của tôi đã bình phục 80-90%. Tôi rất mong sẽ cải thiện để có thể ra sân khi huấn luyện viên yêu cầu. Là đồng đội của Đặng Văn Lâm tại Mường Thông United, nên trận đấu này sẽ có một chút đặc biệt. Ở trận sắp tới thì mỗi người chúng tôi sẽ chơi hết sức cho đội tuyển quốc gia mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.